Xin chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ tại số 5 đường Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay, Auto 88 xin giới thiệu tới quý anh chị một siêu phẩm trong phân khúc C. Đó là chiếc Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury, sản xuất và đăng ký năm 2019, biển gốc thành phố, chạy 1,6 vạn km. Đó, thì việc đầu tiên em sẽ mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Xe thì ngoại thất màu đỏ, nội thất màu kem rất là sang trọng. Đây, cái bản 1.6 đủ. Nó có hai bản anh chị nhé, bản Luxury là bản đủ. Hồi trước đó là nó sẽ có một bản nữa là bản số tự động nhưng mà không có cửa nóc. Thì đây là bản đủ anh chị nhé. Xe ngoại thất màu đỏ rất là đẹp. Sơn si thì gần như là sơn zin cả xe luôn. Đó, lốp láp, màu sơn vẫn còn rất là mới. Đó, cái bờ mông của Kia Cerato đã được thay đổi hoàn toàn so với thế hệ cũ rồi. Nó kiểu dáng khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nó không còn điệu đà đậm chất Hàn Quốc như trên Kia Cerato phiên bản cũ nữa, mà đây là phiên bản hoàn toàn mới. Còn cái phiên bản Kia Cerato kia thì nó chỉ thay đổi một chút so với Kia K3 thôi. Đó, bộ vành của xe, bộ vành 5 chấu cực kỳ đẹp và khỏe mạnh luôn anh chị nhé. Đây, chủ nhân cũng đã được cũng đã trang bị thêm những cái ốp mạ chrome ở tay nắm cửa, tạo cảm giác xe rất là sang trọng. Đó, thì từ khi cái ông thiết kế của Audi nhảy về làm cho Kia thì đã thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của Kia. Cái ngôn ngữ thiết kế được thay đổi hoàn toàn luôn anh chị nhé. Đó, cái mặt ca lăng, cái lưới tản nhiệt hình than tổ ong trông rất là sang trọng. Đây, cặp đèn là điều đáng nói nhất ở trên chiếc xe. Đó, cặp đèn LED cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Ở dưới này trang bị một cái đèn sương mù dạng bi siêu sáng. Đây, sơn si của xe thì rất là đều màu. Em bật sáng hết điện lên để cho anh chị xem. Xe thì đã được dán toàn bộ phim và cách nhiệt 3M rồi. Anh chị về không phải làm gì nữa. Đó, sơn si đây rất là đều màu. Về phần lốp, xe mới chạy 1,5 vạn nên 5 quả lốp theo xe luôn anh chị nhé. Lốp cực kỳ dày luôn. Đó, la răng tất cả các thứ vẫn rất là mới. Xe thì vẫn được trang bị smart key anh chị nhé. Đây, và cái phần mà em yêu thích nhất ở phần ngoại thất của chiếc xe Kia Cerato, đó chính là phần đèn hậu. Phần đèn hậu nó có một cái giải LED dài từ hai bên đèn nối sang nhau, cực kỳ đẹp. Nó như một chiếc xe đến từ tương lai vậy. Nó như kiểu mấy cái bài hát ở trên ngày xưa ấy. Cái bài hát xong nó có mấy cái hoạt hình nhảy mấy cái tia điện ấy. Thì cái này nó cũng như thế, trông rất là đẹp luôn. Đó, LED siêu sáng và rất là đẹp của Kia Cerato anh chị nhé. Ở trên thì được trang bị cái anten vây cá, trông hiện đại hơn rất là nhiều rồi. Cùng khám phá qua phần nội thất anh chị nhé. Nội thất màu kem cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó, anh chị thấy không? Đây, cái màu da rất là sáng luôn. Ở trên này là nó phản xuống, là nhìn phần này đen đen thôi. Đây, chứ còn quay gần, da rẻ của xe cực kỳ đẹp luôn. Ghế chỉnh điện tám hướng có làm phồng lưng. Và ghế lái thiết kế, ghế thiết kế rất là ôm lưng luôn anh chị nhé. Một cái điều em hơi ghét ở trên chiếc Kia Cerato là xe vẫn chưa được trang bị phanh tay điện tử. Thì đó là một cái điểm trừ. Không phải lúc nào em Thái Hoa cũng khen, nhưng bù lại cần số của em nó cực kỳ đẹp. Đó, được trang bị 3 chế độ lái này, cảm biến quanh xe này. Ở trên vô lăng thì cũng được trang bị rất là nhiều nút bấm rất là đẹp. Cruise control này, tăng giảm âm lượng này, rồi là vân vân. Đấy, vô lăng thì cũng rất là mới luôn anh chị nhé. Đây, cái vách vô lăng của xe đây. Đó, vô lăng rất là mới. Chỗ này thì cũng phay xước kiểu kim cương. Nói chung là xịn sò và rất là đẹp đấy. Vô lăng của Kia Cerato thế hệ mới, cực kỳ đẹp. Đây, cái phần lên xuống kính cũng đang còn rất là mới. Táp ly được bọc da anh chị nhé, màu kem rất là sang trọng luôn. Đó, em thì em lại thích cái ghế màu kem này hơn là trên cái phiên bản 2.0 là ghế đỏ đen. Chắc là cái này thì cũng tùy mắt từng người thôi. Đó, đây, xe thì vẫn được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện. Thì xe vừa mới về, vừa cầm bến lại em đã quay cho anh chị luôn. Ở trên phần nội thất cũng có một điểm khá là hay là
cái màn hình giờ đã được thiết kế lồi lên rồi. Nó không phải cái màn hình thế hệ cũ là ốp một cái module vào trong trong cái mặt giữa nữa, mà bây giờ là màn hình nó đã lồi lên rồi, trông rất là hiện đại và hơi hướng giống xe Đức đúng không ạ? Bây giờ tất cả các dòng xe ở Việt Nam gần như là đã chạy theo hơi hướng xe Đức, là màn hình đã thiết kế lồi lên rồi. Trên này thì được trang bị gương chiếu hậu chống chói này, và chủ nhân cũ cũng đã độ thêm cái camera hành trình đó. Cái phần ghế da của xe thì quá là mới và đẹp luôn, chưa có một nếp nhăn luôn anh chị nhá. Đó, ghế này thiết kế rất là ôm lưng và thể thao. Đây, phím start stop cũng rất là mới. Xe mới chạy 1,5 vạn luôn anh chị nhá, mới 1,5 vạn thôi. Đây, tiếp đến hàng ghế phía sau cũng không có gì để bàn, rất rất mới luôn, chưa một nếp nhăn nào cả. Xe thì vẫn được trang bị cửa gió điều hòa phía sau anh chị nhé. À, và một cái điều rất là hay ở trên chiếc Kia Ceranto này là nó có chế độ, khi mình cài cái chế độ ở trên cho cái màn hình ấy thì mình cầm chìa khóa đứng cạnh cốp khoảng 3 giây thì cốp sẽ tự động mở lên. Đó, một tính năng cũng rất là hay, hình như tính năng đấy là Smart Track thì phải. Em hôm trước mới thử một lần thôi. Và hiện tại đang quay clip là em vẫn chưa thử được. Thì cái này anh chị không cần mua xe của em, chỉ cần trải nghiệm thì hãy đến cửa hàng em. Anh em mình cùng ngồi trải nghiệm chiếc xe xem nó như thế nào, nó có những điểm gì hay. Đó, tính em rất là thoải mái thôi. Kê bạn bốn phương. Đó, xem lại một chút qua phần nội thất của chiếc xe. Rất rất mới. Tiếng đóng cửa chắc nịch luôn anh chị nhé, tại vì Ceranto nó là một trong những chiếc xe đi hay nhất phân khúc. Có thể phần nội thất thì chưa được trang bị nhiều những cái quá là hiện đại như là Mazda, nhưng mà nó lại có những ưu điểm riêng. Đó, cách âm tốt hơn, nhìn cứng cáp hơn, nội thất bền hơn. Đó là những ưu điểm mà hơn ở trên chiếc Mazda 3. Thì cũng là một sự lựa chọn rất là đáng để quý anh chị quan tâm. Hiện tại Auto 88 thì đang bán chiếc Kia Ceranto phiên bản 1.6 Luxury, chạy 1,5 vạn biển gốc thành phố với giá là 630 triệu đồng. Thì khi quý anh chị qua xem xe, bên em vẫn có thể giảm giá và thương lượng thêm cho anh chị một chút để cho anh chị may mắn. Thì tất cả xe Auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Chiếc xe này thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% trong vòng 5 năm anh chị nhé. Thì quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888 hoặc 035 673 8888. Facebook chính chủ cửa hàng là em Trịnh Vũ Thái Hòa, thì quý anh chị có thể inbox trực tiếp cho em. Đó, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều vì quý anh chị đã xem hết video. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.